Sĩ Thanh và Huỳnh Phương là một trong những cặp đôi sở hữu lượng fan đông đảo của Vbiz. Từ sau khi chính thức công khai hẹn hò, Sĩ Thanh, Huỳnh Phương luôn khiến hội FA ghen tị đến tím người khi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ bên nhau. Trên trang cá nhân, cả hai thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường vô cùng lãng mạn và ngọt ngào, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Thế nhưng, bỗng nhiên suốt vài tháng qua, Sĩ Thanh ngừng hẳn việc cập nhật hình ảnh và các hoạt động của bạn trai lên mạng xã hội. Điều này đã khiến không ít ý kiến cho rằng cả hai đã chia tay. Cho đến tối ngày 12 tháng 11, Sĩ Thanh đã chính thức xác nhận chia tay Huỳnh Phương sau hơn một năm yêu nhau. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ viết: "Tôi độc thân, chúng tôi đã chia tay. Sẽ có nhiều người nói rằng lúc yêu đương rầm rộ, chia tay thì im ắng. Đúng như vậy. Khi hạnh phúc, tôi thường muốn được chia sẻ niềm hạnh phúc, thái độ tích cực, sự chân thành trong tình cảm của mình đến với mọi người và mong được chúc phúc. Các bạn cho là khoe khoang hạnh phúc cũng được, vì khi có hạnh phúc, tôi sẽ khoe, còn khi thất bại đau thương, tôi sẽ giấu. Tôi muốn giữ niềm đau, nỗi buồn cho riêng mình, cười cho người khác thấy, khóc cho mình nghe chính là cách sống của tôi. Tôi chỉ muốn truyền năng lượng tích cực, tiêu cực cần phải bỏ đi và càng không muốn chuyện tình cảm cá nhân phiền lòng mọi người. Cô không muốn chia sẻ lý do tại sao quyết định chia tay Huỳnh Phương vì đây là chuyện cá nhân. Hiện mình đang rất vui vẻ và tận hưởng cuộc sống độc thân, mọi người đừng lo nhé," Sĩ Thanh khẳng định. Phía dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận, động viên và hy vọng Sĩ Thanh sớm cân bằng cảm xúc. Được biết, cuối tháng 9 năm 2019, nghệ sĩ Huỳnh Phương, thành viên lâu năm của nhóm hài Fast TV đã công khai mối quan hệ tình cảm với Sĩ Thanh. Cặp đôi này quen biết nhau trước đó nửa năm, nhưng chỉ mới chính thức hẹn hò từ tháng 6. Dù kém bạn gái đến 6 tuổi, nhưng cặp đôi không mấy bận tâm về khoảng cách tuổi tác. Trong hơn một năm yêu, Sĩ Thanh, Huỳnh Phương thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên, hiện tại nữ ca sĩ đã gỡ bỏ toàn bộ hình chụp chung với bạn trai. Về phần Huỳnh Phương, anh vẫn giữ lại nhiều hình ảnh tình cảm với bạn gái cũ. Sĩ Thanh sinh năm 1986, từng tham gia đóng phim, game show, cho ra mắt một số sản phẩm âm nhạc nhưng không tạo nhiều dấu ấn. Trước khi yêu Huỳnh Phương, Sĩ Thanh từng có mối tình hơn 2 năm với Hạo Đông nhưng chia tay vào tháng 10 năm 2018. Trước khi Sĩ Thanh đăng thông báo chia tay Huỳnh Phương, hầu như đã gần 3 tháng cặp đôi không hề có tương tác gì trên mạng xã hội. Hình ảnh gần nhất mà Sĩ Thanh chia sẻ về bạn trai là ảnh kỷ niệm hẹn hò ngày 22 tháng 6. Nhiều fan cũng tinh mắt nhận ra rằng nữ ca sĩ dạo gần đây thường hay đăng status ẩn ý độc thân. Về nguyên nhân đường ai nấy đi, cả Huỳnh Phương và Sĩ Thanh đều chọn cách giữ kín. Thế còn bạn, bạn nghĩ sao về thông tin đáng tiếc này? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn cho chúng tôi biết nhé. Tuổi Trẻ Việt TV xin cảm ơn và trân trọng mọi sự góp ý của bạn.